Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 39 Lít vở bài tập môn toán lớp 2 bộ sách Cánh Diều. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang 64 nào. Rồi, chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 này, câu A này. Mỗi bình sau chứa bao nhiêu lít nước? Đấy, vậy người ta cho mình 3 cái bình như thế này. Đấy, các em nhìn đây, cái lượng nước này. Đấy, cái bình này này, nó có là 3 lít, nhưng mà cái lượng nước này, các em nhìn cái đường nước đây. Đấy, như vậy cái bình này sẽ có mấy lít nhỉ? 1 lít, 2 lít, 3 lít, vậy thì nó nằm ở đây là mấy? 2 lít, đúng không? Đó. Rồi, cái bình này, chúng mình nhìn đây. Mấy đây? 4 gì? 4 lít nhá. Được chưa? Rồi, bình này, chúng ta sẽ đếm nè. Ở đây là 5 lít nè các em. 6, 7. À, như vậy anh này sẽ chứa là mấy? 7 lít. Xong chưa? Khá đơn giản, đúng không? Rồi, câu B. Rót nước từ bình vào đầy 3K 1 lít thì vừa hết nước trong bình. Hỏi lúc đầu bình có bao nhiêu lít? Đấy, vậy thì nước này đầy cái bình này thì chúng ta rót được 3K, mỗi 1K 1 lít này. Vậy thì 1 với 1 là 2, 2 với 1 sẽ là mấy? 3 lít. Đúng không? Dễ như ăn kẹo. Rồi, sang bài số 2. Tính theo mẫu. Người ta yêu cầu này, 32 lít cộng 5 lít thì bằng 37 lít. Đấy. Vậy thì ở đây này, các em thấy này, người ta chỉ cộng cái phần gì đây? Phần số giống như kg á, đúng không? 32 các em cộng với 5, 2 với 5 là 7, 3 hạ 3 này. Đấy, như vậy nó sẽ được bao nhiêu? 37 lít, đúng không? Rồi, mình sẽ có này, 15 lít cộng với 5. Vậy thì 5 với 5 là mấy? Là 10, viết 0 nhớ 1 này. 1 chúng ta nhớ 1 là 2, sẽ được là bao nhiêu? 20 lít. Xong chưa? 7 lít cộng với 3 lít cộng với 8 lít thì các em nhầm này. Chúng ta chỉ cần cộng phần số thôi, còn đơn vị đây chắc chắn là gì? Lít rồi nè. 7 với 3 là 10, 10 cộng với 8 là 10, 18, đúng không? Đó. 22 lít trừ 20 lít thì chắc chắn đây phải đơn vị là lít rồi nè. 22 trừ 20, 22 bao gồm 20 đơn vị, 20, 20 và mấy? 2 đơn vị. Vậy thì trừ đi 20 thì nó chỉ còn mấy? 2 đơn vị thôi. 37 trừ 2 lại trừ 5 nè. 37 trừ 2 thì còn bao nhiêu? 35, 35 các em trừ đi 5 thì chắc chắn là gì? Đơn vị đây là lít, sẽ còn là 30 lít. Xong chưa? Rồi, mình sang bài số 3 nhé. Bình xăng của một ô tô có 52 lít xăng. Ô tô đã đi một quãng đường hết 30 lít xăng. Hỏi bình xăng của ô tô còn lại là bao nhiêu lít? Đây, ví dụ cái bình xăng của ô tô như thế này thì tổng cái này nè là bao nhiêu? 52 lít. Đấy. Vậy thì cái ô tô này khi nó đi cái quãng đường á thì nó hết bao nhiêu? Hết 30 lít đi. Đó, ví dụ đến đây là hết 30 lít thì cái số còn lại đây này nó là bao nhiêu lít? Hiểu không? Đây hay là đây nhá. Có này. 52 lít nè. Đây 52 lít. Được chưa? Rồi, đã đi hay là bớt đi nè, đúng không? Bớt đi bao nhiêu? 30 lít. Vậy thì hỏi đây này, còn lại chỗ này này là bao nhiêu lít nè, đúng không? Vậy thì chúng mình sẽ lấy cái gì các em? À, lấy 52 trừ đi 30, đúng không? Rồi, người ta hỏi cái gì mình trả lời? Hỏi bình xăng của ô tô còn lại bao nhiêu lít xăng? Thì chúng mình sẽ trả lời bình xăng
của ô tô còn lại số lít xăng là, được chưa? Các em sẽ lấy gì? 52 trừ 3, 30. À, vậy thì 52 giờ chúng ta trừ cho 30. 2 trừ đi 0 thì bằng 2. 5 trừ 3 bằng 2. Như vậy còn bao nhiêu? 22 lít. Và đến đây mình ghi đáp số. Như vậy bình xăng của ô tô này còn bao nhiêu? 22 lít xăng. Xong chưa? Đó, rất là đơn giản đúng không? Sang bài số 4. Nối thẻ ghi số lít thích hợp với mỗi đồ vật. Đây, ở đây người ta cho mình 3 lít, 1 lít, 10 lít và 50 lít. Như vậy mình sẽ nhìn ở đây để mình ước thôi. Như vậy nè, chúng ta nhìn đây cái vật nhỏ nhất này, là cái chai nước này. Chai nước này thì không thể 3 lít được đúng không? Không thể 10 lít được và cũng không thể 50 lít được. Vì vậy nè, chắc chắn cái chai nước này này, nó sẽ là 1 lít. Được chưa? Rồi, cái vật tiếp theo nè, cái xô, cái nồi và cái gì, cái thùng này nè. Đấy, thì chúng mình thấy nè, chắc chắn cái xô này nó phải có số lít lớn hơn. Vậy thì còn 3, 10 và 5 thì chắc chắn là gì? Cái anh này sẽ 10 lít và cái anh nồi này sẽ 3 lít. Cuối cùng anh này sẽ bao nhiêu? 50 lít. Đấy, đơn giản đúng không? Chúng mình phải có những cái thực tế. Rồi, còn cái bài thực hành ở đây, yêu cầu này, đổ 1 lít nước từ bình 1 lít sang các cốc như nhau. Tức là chúng ta sẽ có một cái bình 1 lít như thế này. Vậy các em sẽ đổ nó vào trong các cốc, xem là cái bình 1 lít đấy đó, nó sẽ được bao nhiêu cái cốc. Tùy theo cái cốc của nhà các em, nó là cốc lớn hay cốc nhỏ, đúng không? Hay là gì, cốc to hay cốc bé. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ thực hành nhé. Và có thể giáo viên sẽ cho cái dụng cụ để chúng ta thực hành. Đấy, ở đây thì thầy sẽ chỉ hướng dẫn. Như vậy mình sẽ lấy cái bình, trong cái bình chỉ có 1 lít thôi nha. Mình sẽ đổ xem được bao nhiêu cái cốc. Được chưa? Rồi, và đừng quên chia sẻ kênh và cũng như video này nhé.